Bữa nay có ai bán dưa, dưa kém không nhỉ? Không có. À, cá ở kia. Có không? Có dưa kém thì mua dưa dù chứ. Rau hết chứ? Nó sao rau chứ bút rau hóa mà bớt hết chứ? Nó thẳng luôn. Có thả luôn không? Ấy đâu, đây mặt đầu á. Cái này đấy. Thật nhớ chứ. Nhớ chứ. Sao không hảo? Các bạn nào cũng có nước ngọt hết đây, các em ngồi tại chỗ, ngồi yên xuống, đừng có xô đẩy nhau. Các em xếp thành hàng ngồi xuống. Rồi các em nhỏ có ngồi xuống không? Các bạn đã có nước uống rồi, những bạn nào lớn á, mình ngồi xuống giùm chị nào. Đông quá các em lại xô đẩy nhau nữa. Đông quá. Để phiếu những qua gì đi, gì đi qua đi. Chỉ bao lấy ô lấy tổ thôi rồi. Lấy ô lấy tổ thì lấy ô lấy tổ thôi. Dạ. Lấy mua lấy rồi. Chị lo 咋 ở phía bên trên này ạ. Còn hai hàng của các em ở phía bên trên này đã chưa có nước. Các em cũng ngồi yên tại chỗ, bạn nào đã uống nước rồi thì mình nhường cho những em nhỏ ở phía bên trên này chưa có nước nha. Rồi nhờ cô ơi. Cô ơi di chuyển trên này nè cô ơi. Trên này từ các em nhỏ trên này ạ. Bạn nào uống xong rồi bỏ đây nha. Để nhắc về nó à. Đây, cầm đi. Rồi, cho các em nhỏ trước.
Rồi bạn nào xung phong lên đây hát để nhận bánh người thầy nào? Có bạn nào không? Bạn nào xung phong lên đây hát để nhận bánh rồi? Mời em. Rồi em hát tặng mọi người bài gì? Bốn phương trời rồi, xin mời em. Bốn phương trời ta về đây chung vui, thông phong chia rộng ngói tiếng người, cùng nắm tay các cách tình thân ai. Chào cho nhau những lời thiết tha, chào cho nhau những lời thiết tha. Rồi, cảm ơn em. Các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa các em. Rồi, còn bạn nào nữa? Bạn nào muốn lên đây cùng hát với chị để nhận quà nào? Dạ. Mời lên đây nhận quà nè em. Chị lớn nha. Cái hồng mau của nó ấy. Rồi, còn bạn nào xung phong lên đây hát không? Em, lên đây. Lên đây. Hát bài gì cũng người hát lên đây nào. Không có gì phải ngại hết, lên đây hát để nhận quà để chị đi xuống thôi nha. Dạ, ở trên này còn rất nhiều em. À, qua chợ nhiều mía xong bao giờ là alo chị Yến ơi, khoan đổ quần áo ra chị Yến ơi, má Yến ơi, khoan đổ quần áo ra nha. Dạ dạ. Thôi các em ngồi tại chỗ đây, sẽ có các cô chú anh chị mang nước lên cho các em nha. Các em nhỏ ngồi em tại chỗ đi, di chuyển nó rất là đông, rất là chật chội nè. Rồi bạn nào xung phong lên đây để hát nữa, để nhận bánh nè. Các em uống xong á, uống hết ly rồi mà mình không dùng ly nữa, mình bỏ lên trong cái thùng này để đựng rác nha, không vứt rác xuống sân nha. Rồi bánh thực của chị còn rất là nhiều. Bạn nào xung phong hát nào? Có bạn nào xung phong hát không? Bạn nào để xung phong hát để nhận bánh nè. Dưới đây mong chị hát này. Trời ơi, ai cũng không biết hát hết. Rồi giờ cho chị hỏi nè, tay đâu, tay đâu? Hả? Nãy giờ tay cầm nước ngọt xào chơi. Dạ miệng đâu, miệng đâu? Miệng cũng dùng nước, miệng cũng đang uống nước luôn, cũng biết nói sao hết á. Rồi trong lúc chờ đợi chị cho các bạn uống nước có, hả? Hả? Sáng giờ chắc cũng chịu nắng mệt rồi. Để cho chị đi chút xíu. Bên ạ, nhiều mong mỏi, tôi cũng học. Một con vịt. Nè, một con vịt nói sao? Hát một con vịt nhá, để nhận bánh nhá. Nhá. Rồi. Rồi nào, xin mời em quay qua đây nào. Rồi. Dũng cảm ghê nhưng mà hát mãi không ra một bài một con vịt. Đừng chạy. Đừng chạy. Đừng chạy. Mi sao bao giờ thả qua sao bao giờ chạy không? Bao giờ chạy à? Là thế. Lục cờ đúng rồi. Hà cú hà xong mua là cả. Tốt nhất là dạy. Hai đứa không đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các hộ gia đình là của mình là những hộ gia đình nào mà đã cam kết hàng về của thôn đã đưa dự cho các hộ gia đình đó thì mình cứ dự thôi. No, your own dad, and then you'll be not a factor. Được ăn trước rồi. Hãy tiết tiêu. Con tài cho hữu lắm. Wow, I love you, I told you, I didn't want to.